Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Mãn Nguyện Tống Tử. Nếu có người nữ muốn cầu con trai, chỉ cần lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhất định sẽ sanh ra con trai có phước đức, có trí huệ. Nếu người này muốn cầu con gái, bèn sanh ra đứa con gái đoan chánh, đẹp đẽ và có thiện căn. Vì vậy, mọi người đều yêu mến và tôn kính cô gái. Bác sĩ, mấy năm nay tôi đi khám ở rất nhiều bệnh viện đều không tìm ra nguyên nhân. Ông có thể cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì vậy không? Có thể kiểm tra, tôi đã kiểm tra rồi. Vợ chồng cô tất cả đều bình thường. Về y học mà nói, chắc chắn có thể mang thai. Hay là do áp lực lớn quá, anh chị nên thư giãn tâm lý, điều dưỡng thêm, nỗ lực thêm. Rốt cuộc tôi có thể có con hay không chứ? Tôi nói với chị, tôi thực sự không thể tưởng tượng lại linh nghiệm như vậy, thật là thần kỳ. Thật sao? Sau khi cầu nguyện với ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, thế là chị có thai à? Thật đó, lúc tôi sanh con còn vô cùng thuận lợi nữa. Bây giờ con của tôi vừa đầy tháng, vô cùng thông minh, dễ thương. Đặc biệt hôm nay tôi đến đáp lễ đó. Cảm ơn Quán Thế Âm Bồ Tát. Hay quá, thật lòng chúc mừng chị. Quán Thế Âm Bồ Tát, con nguyện làm việc thiện tích công đức, chỉ xin ngài từ bi mãn nguyện, gia hộ che chở cho con khi có thể sanh con. Xin ngài giúp con. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Một tháng sau. Thiệt sao? Em có thai thiệt sao? Đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng thì chúng ta có con rồi. Chúc mừng anh chị. Năm năm sau. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cảm ơn Ngài, Quán Thế Âm Bồ Tát.